Đức Phật ngồi ngắm tuyết. Christmas 2022 ở Portland, Oregon. Hôm nay là ngày Christmas. Mọi người đều phải ở trong nhà hết, đâu có dám đi đâu. Ra giờ vô tuyết thấy cứng nhắc. Để đốt cái đèn lên đâu em, cho nó ấm ấm đẹp đẹp một chút. Đó, Đức Phật ngắm tuyết.